Rồi, xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các anh em. Ở phiên bản mới bên Võ Lâm Truyền Kỳ Trung Quốc á, thì hệ thống kinh mạch nó có một số thay đổi mới. Thì ở phiên bản mà cập nhật hồi ngày 12 vừa rồi đó, thì nó có cập nhật luôn cái hệ thống kinh mạch mới này luôn, nhưng mà nó không có hiện trên thông báo nên tôi không biết. Thì có một bạn BM mật ở bên Zalo á, bạn ấy nói cho tôi biết là bên Võ Lâm Truyền Kỳ Trung Quốc có cái hệ thống kinh mạch mới đó. Thì anh em soi thấy đó, thì anh làm review về cái đó đi. Ok, thì cái clip anh làm review cái vấn đề đó ha. Với lại tôi nói với anh em á là ví dụ cái kênh của tôi là cái kênh gọi là chia sẻ về cái vấn đề là không muốn anh em mất tiền quan rồi đầu tư lầm và VN game thôi, tại vì cái phiên bản bên Trung Quốc thì nó sẽ sớm hơn phiên bản bên Việt Nam mình nhiều, đúng không? Thì tôi sẽ bên nó cập nhật cái gì sớm hơn thì nói cho anh em chuẩn bị tinh thần, mà chuẩn bị gọi là biết trước để anh em chuẩn bị tinh thần mà anh em mà chơi một cái hướng tốt hơn để tránh bị đầu tư lầm và VN game thôi chứ không có gì hết. Rồi đó, rồi cái tôi làm cái này đó thì tại anh em hỏi tại sao tôi biết tiếng Hoa thì nó đơn giản thôi. Tôi biết tiếng Hoa, biết tiếng Trung cũng như anh em biết tiếng Anh thì ở trước tôi đi học thôi. Thay vì cái thời gian mà anh em đi chơi với gái hay là mấy chế đi chơi với trai gì đó đó, thì hay là mấy chế mấy anh với mấy chế đi nhậu á, thì tôi phải sắp mặt ở trường học rồi. Thì đó, thì tôi biết như vậy. Với lại tôi làm á, tôi không dựa theo cái diễn đàn nhậu hay là anh em nào chia sẻ hết trơn, tôi dịch theo kinh nghiệm rồi là sinh ngữ vốn có của tôi đó. Thì anh em á, khi mà coi một cái kênh khác thì đừng có lấy họ so sánh tôi hay là lấy tôi so sánh với họ gì hết, kỳ lắm, thật sự rất là kỳ đó. Cái vấn đề thứ hai tôi muốn nói với anh em là cái vấn là ngày cuối tuần là cái ngày dành cho thời gian dành cho bạn bè và anh em ở bạn bè và gia đình, chứ anh em cũng là gia đình còn cái bạn bè và gia đình dùng vậy đi cho nó bao gồm hơn. Tại vì một tuần làm việc thì sắp mặt với cái công việc rồi, cho nên nó là cuối tuần thì phải dành thời gian cho họ nhiều hơn đó. Cho nên là khi mà ngày 14 vừa rồi á, thì nó rơi vào thời gian cuối tuần, ông này kêu tôi làm cho nhanh nhanh đi, không làm á, thì ông chửi tôi lum la la. Thì giờ ông hối tôi hay là ông gấp, ông nôn nao hay là ông hồi hộp gì đi nữa thì ông cũng phải đợi thôi đó. Thì hôm nay tôi sẽ ra cái clip này, cái vấn đề này nói về cái vấn đề kinh mạch ha. Rồi, nói lan man dài dòng nãy giờ cũng 2 phút mấy. Giờ vô vấn đề chính, thì cái hệ thống kinh mạch nó mới là sao anh em nói. Anh em mới nói mới là mới làm sao, nó cũng vậy thôi, nó cũng là nhâm mạch, đốc mạch và xung mạch thôi, nhưng mà nó mới ở chỗ là nó có thêm cái mạch chu tiên. Thì theo anh em thấy cái mạch chu tiên ở đây là nó có cái mạch ở ngoài này nè, đó cái mạch bình thường là nó như vậy phải không, này bây giờ nó có thêm cái vòng ở ngoài này thì gọi là cái mạch chu tiên. Do sự xuất hiện của mạch chu tiên nên nó kéo theo á, là bây giờ không phải như ở trước nữa, không cần phải 10 mạch thì mình mới kích hoạt được cái tầng tiếp theo. Tức là hồi xưa ở phiên bản hiện tại ở bên Việt Nam của mình á, thì khi mà mình muốn kích hoạt một cái mạch mới á, mình phải đủ 10 mạch của tầng của cái mạch cũ. Là thế, tức là khi mà muốn lên cái mạch thứ hai này thì mình phải đủ 10 mạch của cái mạch thứ nhất thì mới lên được cái mạch thứ hai. Muốn lên mạch thứ ba thì phải đủ được 10 mạch của mạch thứ hai mới lên được cái mạch thứ ba, cứ như vậy là hết 11 mạch. Đó, ok. Còn cái phiên bản hiện đại do cái sự xuất hiện của mạch chu tiên này đó, cho nên nó sẽ kéo xuống là cái mạch chỉ cần 5 mạch, 5 tầng thôi là mình có thể kích hoạt cái mạch tiếp theo. Tôi nói nhanh quá, tôi cắn chữ luôn. Nó là chậm gì, nó chậm chậm chút xíu ha. Chỉ cần 5 tầng thôi là mình có thể kích hoạt được cái mạch tiếp theo, thay cho 10 tầng mới kích hoạt được mạch tiếp theo như phiên bản hiện tại ở Việt Nam. Tức là do cái sự xuất hiện của mạch chu tiên nên nó kéo theo như vậy. Đó. Đó. Thì cái mạch chu tiên này đó là khi kích hoạt đủ 11 huyệt vị. 11 huyệt vị ở đây tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Không tính cái mạch kỹ năng, không tính cái mạch kỹ năng thì nó bao gồm đó là 11 mạch. Tại vì cái mạch thứ 12 rồi là cái mạch kỹ năng rồi, cho nên là nó không có tính cái vụ đó nữa. Rồi cái đầu tiên thì cái nhâm mạch này đó, thì khi mà anh em kích hoạt đủ 11 mạch như vậy mà đạt hết 5 tầng thì sẽ kích hoạt cái mạch chu tiên này được 1 tầng. Nó kích hoạt lên được 10 tầng thì cái mạch chu tiên này lên được 2 tầng. Nó cứ vậy, cứ đạt cái mốc 5, 10, 15, 20 thì cái mạch chu tiên này sẽ tương ứng với cái cấp là 1, 2, 3, 4. Đó, ok, nói về dễ hiểu ha. Thì cái mạch chu tiên này nó điều kiện ba mạch này nó giống nhau, nhưng mà nó gọi là yêu cầu cái chân khí và cái mức độ bạc nó khác nhau. Thì theo anh em biết là cái mạch nhâm mạch này á, thì nó là cái mạch mà tăng kháng rồi tăng lực chiến đồ lên đó. Còn cái mạch đốc mạch này á thì nó tăng bỏ qua kháng này nữa lên, nhưng nó cũng tăng lực chiến với tăng bạo kích đồ lên
tăng bảo kích né tránh đồ. Rồi cái mặt thứ ba này nó tăng cái thời gian, thời gian kháng choáng, thời gian kháng, nói chung là thời gian kháng hiệu ứng á, với lại tăng sinh lực nè, tăng tỷ lệ kháng bạo kích này nọ, tăng cái lượng kháng châu của mình lên. Mạch thứ nhất là mạch công, mạch thứ hai là mạch thủ, và mạch thứ ba là cái mạch này gọi là châu bò lên đó. Còn về cái mạch chu tiên thì nó ngộ lắm, nó lại đó nghịch lại với ba cái mạch còn lại. Rồi ok, thì cái mạch chu tiên của nhâm mạch á thì nó cũng chia ra hộ chủ và đồng hành luôn. Và bên đồng hành á thì bên trái là bên đồng hành, bên phải là bên hộ chủ ha. Bên trái của mình á là nó ghi nói về đồng hành trước, thì đồng hành nó tăng cho mình, tăng cho đồng hành của mình là tỷ lệ kháng hiệu quả thuộc tính 250 điểm. Tăng sinh lực cho đồng hành của mình là 5085 điểm sinh lực. Sát thương thuộc tính là tăng cho 255 và kháng tất cả là tăng cho 130 điểm. Còn tăng cho nhân vật của mình á thì tăng cho lực chiến là tăng cho 2000 điểm lực chiến. Sinh lực là tăng cho 3390 điểm sinh lực. Và điểm sát thương thuộc tính thì tăng cho mình 170 điểm. Hỏi sát thương thuộc tính là cái gì vậy? Anh em chơi game quá rõ rồi. Rồi kháng tất cả thì nó tăng cho mình là 85 điểm kháng tất cả. Thì lúc nào nó tăng, nói về mà mấy cái mạch kinh mạch á thì nó tăng cho bản thân mình, nó cũng tăng ít hơn cho đồng hành. Chủ yếu là đồng hành nó thường thường BK đồng hành chết trước không, mà bởi vì nó tăng cho đồng hành nhiều cũng cũng vậy thôi, nên vô cũng bị sắc mặt trước thôi, cũng vậy à. Thì theo đánh giá cái mạch chu tiên và nhâm mạch này á thì nó tăng cho cái là tăng cái sát thương thuộc tính với lại kháng đồ nhiều lên, tăng sinh lực, sát thương thuộc tính và kháng nhiều lên đó. Cái là cái chu tiên nhâm mạch. Còn qua chu tiên đốc mạch á thì hồi nãy nói chưa ta, họ cái mạch này khi mà xung kích hoạt cái mạch này thì phải tốn 4k điểm chân khí và 8k bạc. Bạc ở đây đi gung cây đồ hay là đi cướp người ta có, chứ không phải là vàng nha. Vàng với bạc nó khác nhau rồi, ông nào chơi game cũng mua. Cái vấn đề này quá quá quen thuộc, không cần nói lại nữa. Rồi qua cái chu tiên đốc mạch á thì nó cũng 11 quyệt vị, tương ứng với 5 10 15 20, tương ứng với 1 2 3 4 điểm. Thì để kích hoạt cái mạch này á, mình sẽ tốn 6k điểm chân khí và 12k bạc. Rồi cái hiệu quả nó mang lại cho mình á thì đồng hành nó tăng cho mình là miễn sát thương bạo kích 40%. Sát thương thuộc tính nó tăng cho 505 điểm và né tránh thì tăng cho 1k điểm luôn. Tỷ lệ kháng bạo kích tăng 505 điểm, tăng điểm mà chứ không tăng phần trăm. Cái miễn sát thương bạo kích thì lại tăng phần trăm, nhưng mà cái tỷ lệ kháng bạo kích này lại tăng điểm. Coi tăng cho đồng mà tăng cho nhân vật của mình ấy thì nó tăng lực chiến á là 2k9 điểm lực chiến. Sát thương thuộc tính thì tăng 335 điểm sát thương thuộc tính. Rồi né tránh thì tăng 665 điểm né tránh, với lại dòng cuối là tăng tỷ lệ kháng bạo kích thôi. Cũng tăng điểm luôn chứ không tăng phần trăm. Thì giống như hồi nãy cũng như cái mặt ở trên thôi, là đồng hành nó tăng nhiều hơn cho nhân vật. Đó. Nhưng mà đồng hành vẫn chết trước nhân vật, vẫn câu nói hồi nãy thôi. Đó. Thì cái mặt này nó tăng cho mình là cái tăng sát thương thuộc tính, né tránh và tỷ lệ kháng bạo kích ha. Rồi nói chưa ta, nãy nói chưa ta, kết quả cái mạch này từng cần 6k chân khí nguyên, rồi 6k nguyên khí và 12k bạc. Rồi, ok, cái mạch nhâm mạch giờ chuyển qua cái mạch đó là cái mạch đốc mạch. Đúng rồi, đốc mạch. Cái mạch này là cái mạch chu tiên xung mạch đó. Thì kết quả cái mạch này cũng 11 tầng, 11 huyệt vị, đủ 5 10 15 20. Thì mình sẽ sẽ tương ứng với 1 2 3 4. Đó, kích hoạt cái mạch này thì cần 8k điểm nguyên khí, điểm chân khí và điểm 16k bạc. Rồi tăng cho đồng hành của mình thì nó tăng cho mình là sát thương bạo kích 40%. Lực tấn công của đồng hành tăng cho 1165 điểm. Bỏ qua né tránh thì tăng 2325, sao tăng lẻ dữ vậy. Bỏ qua kháng tất cả lại là 585, lại lẻ nữa. Chắc tầng 1 nó vậy, còn mấy cái tầng kia nó tầng cuối nó sẽ tròn số đẹp. Rồi tăng cho chủ nhân á, tức là tăng cho bản thân nhân vật của mình á, thì lực chiến nó tăng 3k9 lực điểm lực chiến, lực tấn công tăng cho 750 điểm lực tấn công. Rồi bỏ qua né tránh thì nó tăng cho 1550 điểm bỏ qua né tránh, và bỏ qua kháng tất cả thì nó tăng cho 390 điểm bỏ qua kháng tất cả. Đó. Thì nó vẫn tăng cho đồng hành nhiều hơn, nhưng mà vẫn cái câu nói nãy là đồng hành chết trước nhân vật. Đó. Thì theo tôi đánh giá đó là bây giờ anh em nên làm cái gì? Do sự xuất hiện, do cái việc
thay đổi về cái hệ thống kinh mạch như vậy, thì nên anh em sẽ dùng cái lượng nguyên khí này nhiều hơn. Thay vì anh em mua ở trên đây, có nhiều ông gọi là nhiều tiền lắm nha, mấy ông mua trên đây thì một tuần nó sẽ cho mấy ông mua 25 viên chung và 125 viên tiểu. Viên chung thì tốn 875 điểm, tốn 875 bạc. Ấy 875 vàng tương đương thì mấy ông sẽ đổi được 5k nguyên khí. Còn cái này thì sẽ tốn 175 vàng nhưng mà mấy ông sẽ đổi được 1k nguyên khí, nhưng mà do sự thay đổi của mạch kinh mạch nên nó sẽ đó, cho nên là do cái sự thay đổi thì nó có, khi mà mình đánh minh chủ võ lâm hay là mình đi danh tướng hay mình đi tần hiểu hoàng, nói chung một hoạt động trong game gì đó này, nó sẽ xuất hiện thêm cái một cái gọi là cái vực phẩm mới. Ủa đâu rồi, một cái vực phẩm mới đó đâu ta, có giùm tôi cái, không có tôi quê lắm. Đây nó đây. Đó, thì cái này là cái nguyên khí chung này nè, thay vì nãy mình tốn tới 875 điệp vàng á thì mình vậy nè. Bây giờ mình sẽ tốn 500 vàng thôi, thì tương đương với là mình sẽ tốn 10 vàng cho một điểm chân khí. Đó thì mấy ông gọi là nhiều tiền quá mà mua mấy cái đó thì bây giờ để dành đi. Với lại mua lần này tốn 5k điểm chân khí. Với lại hiện tại bây giờ nâng cái mạch này đó thì nâng cái nhâm mạch này nâng lên rất là dễ dàng. Nhưng mà từ đốc mạch với lại xung mạch á thì mấy ông nâng tới tầng thứ 3 nó đã bị nghịch thủy hàng châu. Nghịch thủy hàng châu tức là khi cái tỷ lệ mà là thành cái nâng thành công á nó bị giảm xuống khá là nhiều, cho nên nó là có nhiều ông nâng tới đây thôi là tạch đây nè. Đó thì bây giờ do sau này nó sẽ cập nhật tại chỉ nâng 5 tầng, 5 mạch thôi thì nó sẽ được lên cái tầng tiếp theo. 5 tầng là lên được cái mạch tiếp theo, cho nên là mấy ông cứ được tích cái điểm nguyên khí lại ở đó đi, từ từ nó thì sau này mình đủ 11 tầng mình đối với anh em cày cuốc nha, còn anh em mà có nhiều vàng á thì anh em chuyển vàng tôi không nói. Nên là anh em cày cuốc nha. Khi mà mình tích đủ 11 tầng này mình lên được 5 điểm thì mình sẽ kích hoạt được cái một cái mạch của Chu Tiên này, nó sẽ lời hơn. Đó thì vậy thôi. Không có vấn đề gì sẽ để coi lên bảng cấp xếp hạng lực chiến rồi coi nó có hiện lên không. Hiện lên thì mình coi coi. Rồi nó không hiện lên thì để coi, không biết nó có đánh hiệu ứng không. Thì theo tôi thì nó không phải là mạch chủ động, tại vì mấy cái mạch này nó cộng trực tiếp vô chỉ số của nhân vật luôn, nó không phải là mạch chủ động như cái mạch mà phải là thông bằng bí quyển, cho nên nó là chắc nó không có hiệu ứng đâu. Rồi vậy thôi. Rồi, xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các anh em, tôi là Chu Tiên đến từ kênh Vui Miêu.